Hi, xin chào anh em, chào mừng đã trở lại với channel của mình. Mộc độn là một phép biến đổi bản chất chakra thuộc dạng huyết kế giới hạn. Nó là sự kết hợp giữa hệ thổ và thủy. Người sử dụng nổi tiếng nhất và gắn liền với loại huyết kế giới hạn này đó chính là Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Và trên thực tế, không có ai khác ngoài ông là người đầu tiên và duy nhất được biết đến là sở hữu mộc độn một cách tự nhiên. Vì lợi ích sức mạnh và tính linh hoạt của nó trong chiến đấu nên đã có rất nhiều người mong muốn được sở hữu tế bào của Hashirama. Họ nỗ lực nghiên cứu tái tạo lại tế bào của ông sau khi ông chết. Các kỹ thuật từ việc thi triển mộc độn thường được thực hiện với kết ấn tay kiểu rắn. Ở trong video ngày hôm nay, Nhị sẽ giới thiệu cho anh em tất cả thông tin xoay quanh về mộc độn và liệt kê lại 6 chiêu thức mạnh nhất được thi triển từ nó nhé. Mời anh em thong thả thưởng thức. Ứng dụng từ mộc độn. Việc ứng dụng đơn giản nhất của người sở hữu mộc độn là cho phép họ tạo ra gỗ. Về nguyên tắc cơ bản là họ chuyển đổi bản chất chakra kết hợp hệ thổ và thủy cùng một lúc và thành nguồn sống. Họ cũng có thể tạo ra những loại cây to nhỏ với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau. Các loại thảm thực vật cũng có thể nảy mầm từ cơ thể người sử dụng hoặc phát triển từ môi trường xung quanh. Các công trình xây dựng bằng gỗ cũng có thể được tạo ra với nhiều mức độ phức tạp, từ hình dạng một cái lồng nhỏ cho đến cái nhà hoàn chỉnh đều có thể làm được. Ngoài ra, vì những thanh gỗ được tạo ra không theo bất kỳ một nguyên tắc nào, cho nên người dùng sẽ tập trung vào tính linh hoạt, mềm dẻo của nó để gài bẫy mục tiêu hoặc dựa vào độ bền của nó để triển khai các cuộc tấn công trực diện. Ứng dụng nâng cao hơn, người sở hữu mộc độn có thể tạo ra các cấu trúc rất chi tiết và trang trí công phu. Bằng cách sử dụng kết hợp với hiền nhân thuật, Hashirama có thể tạo ra bức tượng khổng lồ, nhiều vũ khí, bức tượng Phật nghìn tay mà ông ta có thể hoàn toàn điều khiển nó. Ứng dụng linh hoạt nhất của mộc độn đó là kỹ thuật mộc phân thân. Cho phép người dùng tạo ra bản sao phân thân với đầy đủ kỹ năng của người dùng mà không thể phân biệt được với bản gốc, ngoại trừ Madara, và thậm chí còn có khả năng thực hiện các thuật khác nhau. Đặc điểm hữu dụng nữa của các chiêu thức mộc thuật mà cũng góp phần giúp làm lên tên tuổi của nó đó chính là sức mạnh trấn áp, hay cụ thể hơn là hấp thụ chakra của mục tiêu. Sử dụng rất thành thạo khả năng này nên Hashirama đã được biết đến là một trong số ít người có thể điều khiển và trấn áp hoàn toàn một con vĩ thú. Dùng kỹ năng này cùng với Minh Thần Môn, Hashirama đã khống chế hầu hết các vĩ thú, giữ chúng dưới sự kiểm soát của mình và lên kế hoạch phân phát đến một số ngôi làng ẩn lý ở lân cận. Những người dùng mộc thuật. Đầu tiên phải kể đến là Hashirama. Ông sở hữu mộc độn một cách tự nhiên và không ai trong số các hậu duệ của ông được biết đến là thừa kế được nó. Và cũng chẳng biết được ông đã thừa kế từ bất kỳ ai. Trong anime, Otsutsuki Asura cũng đã cho thấy là có thể thực hiện được mộc độn và tạo ra bức tượng Phật nghìn tay trong trận chiến với Indra. Vì tính hữu ích tuyệt đối của nó nên đã có rất nhiều nỗ lực để tái tạo lại tế bào của Hashirama và cấy vào cơ thể nhằm mục đích sở hữu được huyết kế giới hạn này. Trong anime, chính Konoha đã thực hiện một số thí nghiệm như vậy, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại và việc nghiên cứu thêm từ đó đã bị cấm. Nguyên do thất bại là ở sức sống của tế bào của Hashirama, nó áp đảo hoàn toàn và giết chết những ai cố gắng sử dụng nó. Nhiều thập kỷ sau khi Hashirama chết, Orochimaru đã bí mật khai quật cơ thể của ông và lấy mẫu tế bào. Ông đã cấy thử nghiệm trên 60 trẻ em với hy vọng rằng sẽ tìm ra được một người có thể sử dụng được mộc độn. Kết quả chỉ có Yamato sống sót trong quá trình này và cậu ta có thể sử dụng được mộc thuật. Nhưng những kỹ thuật của anh ta yếu hơn rất nhiều so với ngài đệ nhất. Điển hình là Yamato phải dựa vào sự trợ giúp từ chiếc vòng cổ của Hashirama mới có thể chấn áp được Jinchuriki, trong khi đó nó lại cực kỳ dễ dàng đối với Hashirama. Trong quá trình nghiên cứu, Orochimaru cũng đã phát triển một phương pháp cấy tế bào của Hashirama vào một bộ phận cơ thể của đối phương, để cung cấp khả năng sử dụng mộc độn cơ bản cho họ. Một trong những thí nghiệm thành công của ông đó chính là Shimura Danjo. Orochimaru áp dụng lên cánh tay phải của Danjo. Tuy nhiên, khả năng mộc thuật của hắn chỉ rất cơ bản và có rất nhiều hạn chế, cho nên hắn rất ít sử dụng nó trực tiếp. Danjo thường sử dụng các tế bào của Hashirama cho mục đích kéo dài thời gian sử dụng Sharingan được cấy ghép của mình. Yakushi Kabuto sau này đã phát triển thêm từ các nghiên cứu của Orochimaru, cho phép anh ta cấy ghép tế bào của Hashirama vào cơ thể chuyển sinh của Madara. Và khả năng mộc độn của ông tiến bộ hơn rất nhiều so với Danjo, nó có quy mô và sức mạnh tương tự như của Hashirama. Ngoài ra còn có Uchiha Obito, Bạch Zetsu, Hắc Zetsu, trong Boruto thì có Quái Vật Mugen, Moegi, Otsutsuki Momoshiki, và có thể sẽ còn thiếu, cho nên còn ai thì anh em cùng comment nhé. Nói từ nãy đến giờ chúng ta đã thấy được sức mạnh kinh khủng và tính hữu dụng của mộc độn, và để thấy được nó mạnh thế nào trong chiến đấu thì sau đây Nhị sẽ tiếp tục liệt kê cho anh em 6 chiêu thức mạnh nhất của nó nhé. 1. Tiên pháp mộc độn, chân số thiên thủ. Sau khi vào chế độ hiền nhân, Hashirama đã tạo ra một bức tượng gỗ nghìn tay với kích thước khổng lồ, cao hơn cả Kurama ở kích thước đầy đủ, cũng như cao hơn cả Susanoo dạng toàn chân thể của Madara.
Nó có hàng nghìn bàn tay bắt đầu từ lưng của nó và hai bàn tay chính của bức tượng thì đang chắp lại như thể đang cầu nguyện. Hashirama tạo ra bức tượng để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau trong trận chiến, từ chiến đấu thay ong cho đến việc phòng thủ và thậm chí còn có thể sử dụng các kỹ thuật khác để tấn công. Với kích thước khổng lồ cùng với độ bền của gỗ cộng thêm sự linh hoạt của kỹ thuật khiến nó gần như là một biện pháp phòng thủ hoàn hảo, đối phương rất khó để tấn công được người dùng. Ngoài ra, bàn tay của bức tượng này cũng có thể cử động rất linh hoạt. Nó có thể tóm lấy một vĩ thú một cách dễ dàng và giam giữ chúng. Sau đó, Hashirama tiếp tục sử dụng thức nhĩ thuận thuật kết hợp với mộc nhân ở trên đầu của bức tượng để chấn áp hoàn toàn quyền kiểm soát của các vĩ thú. Ngoài lề một chút nhưng lại rất liên quan, đó là khi Tobi bao bọc và kiểm soát Yamato thì hắn cũng có thể sử dụng một nhẫn thuật mộc độ tương tự với chân số thiên thủ, đó chính là Quan Thế Âm Liên Hoa Vương. Tuy nhiên, nó có kích thước nhỏ hơn, không có mộc nhân hay mộc long ở trên đầu và người tạo ra bức tượng này không sử dụng chakra hiền nhân. Bức tượng cũng được cho là có 1.000 tay và Tobi cũng có khả năng sử dụng các bàn tay đó để tấn công đối thủ của mình. Từ các khuôn mặt thu nhỏ trên đầu của Quan Thế Âm, Tobi đã tấn công lực lượng đồng minh bằng cách giải phóng cả 5 bản chất nguyên tố chakra cùng lúc. 2. Mộc độ hoa thụ dưới giáng lâm. Lợi dụng các đặc tính tự nhiên của mộc độ là cho phép người dùng điều khiển sự phát triển của cây trên bất kỳ bề mặt môi trường nào với tốc độ cực nhanh. Madara đã tạo ra một khu rừng rậm rạp đầy hoa. Phấn được tạo ra từ những bông hoa này được giải phóng vào bầu khí quyển và khi bất cứ ai hít phải sẽ bị đau đớn và dẫn đến bất tỉnh. Người sử dụng có thể kiểm soát nơi phấn phát tán để không ảnh hưởng đến họ và đồng đội. Phấn hoa này cũng có khả năng đi qua cả lớp phòng thủ của Susanoo. Tuy nhiên, với đối thủ có ý chí đủ mạnh thì họ vẫn có thể tỉnh lại, nhưng sức khỏe sẽ bị hạn chế. Để chống lại hoàn toàn được kỹ thuật này thì đối phương phải tiêu diệt được những cái cây và bông hoa đó hoặc phải di chuyển ra ngoài lớp phân tán của phấn hoa. 3. Mộc độ, mộc nhân thuật. Sau khi thủ ấn, người dùng sẽ tạo ra một sinh vật khổng lồ giống như bức tượng từ gỗ. Nó có hình dạng giống người và thường đi kèm với một con rồng gỗ quấn quanh thân và hay được sử dụng trong trận chiến. Sinh vật này được cho là có sức mạnh ngang ngửa với cửu vĩ. Nó có thể bắt được một quả cầu vĩ thú tiêu chuẩn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí, mộc nhân còn có thể chiến đấu tay đôi với Susanoo dạng toàn chân thể của Uchiha Madara. Và chính ông cũng phải thốt lên rằng, sức mạnh hủy diệt của nó ngang ngửa với cả vĩ thú. Trong anime thì tự mộc nhân nó có khả năng sinh ra nhiều đầu rồng gỗ khác nhau để tấn công mục tiêu. 4. Mộc độ, mộc long thuật. Người dùng tạo ra một con rồng gỗ khổng lồ, họ có thể sử dụng cho nhiều mục đích bao gồm cả việc hạn chế chuyển động của mục tiêu hoặc cho các mục đích tấn công. Những con rồng được tạo ra cũng sẽ có hình dáng khác nhau tùy tình huống. Nó có khả năng hấp thụ chakra từ mục tiêu bằng cách cắn vào đối phương. Trong anime thì Hashirama cũng có thể khiến những con rồng phát nổ để sát thương mục tiêu của mình. Mặc dù là một kỹ thuật đáng gờm, nhưng nếu đối thủ phá hủy được đầu con rồng này thì khả năng tiêu thụ chakra của nó cũng sẽ bị loại bỏ. Uzumaki Naruto và Kurama đã chống lại bộc long theo cách này bằng cách phá hủy đầu của nó. Với Uchiha Madara, ông ta chống lại nó bằng thanh kiếm từ Susanoo của mình để làm chệch hướng tấn công của bộc long. 5. Mộc độ giai bố đại thuật. Người dùng tạo ra bàn tay gỗ khổng lồ nhô lên từ bên dưới mặt đất, sau đó bao vây và cố gắng kiềm chế kẻ thù. Kích thước của mỗi bàn tay này tương đương với kích thước của một vĩ thú. Với Hashirama thì ông chỉ cần biểu hiện bằng tay mà thậm chí có thể thi triển nhẫn thuật mà không cần kết ấn. 6. Mộc độ, mộc phân thân. Một bản sao được tạo ra bằng cách sử dụng chakra để biến đổi tế bào của chính người dùng thành các mộc phân thân. Bản sao này có khả năng di chuyển xa người dùng và vẫn giao tiếp được với bản gốc. Hơn nữa, vì phân thân gỗ có khả năng kết hợp với thực vật và cây cối cho nên nó cũng rất tốt cho các nhiệm vụ do thám. Không giống như các kỹ thuật phân thân khác, mộc phân thân sẽ không bị biến mất khi bị đánh và chịu sát thương ở một mức độ nhất định nào đó. Theo Uchiha Madara, điều này làm cho nó trở thành kỹ thuật phân thân hoàn hảo nhất mà tới nay chỉ ông mới có thể phân biệt được. Ngoài ra, có một kỹ thuật khác của Hashirama rất mạnh nhưng nhiều người vẫn hay nhầm nó là mộc độ. Nhưng theo mình, nó chỉ là một chiêu thức phong ấn của Hashirama mà ông chỉ có thể thi triển ở chế độ hiền nhân. Xem trong databook thì không có một điều gì nói rằng nó là mộc độ. Thậm chí Hashirama cũng gọi tên nhẫn thuật này là Senpo Myojin Mon, tức là tiên pháp minh thần môn, chứ không phải là Senpo Mokuthon hay Mokuthon như nhiều nhẫn thuật khác. Với thuật này, Hashirama dùng nó để cố định vĩ thú bằng những thanh tori từ trên cao rơi xuống. Kích thước và sức mạnh của những tori đó thậm chí có thể được sử dụng để làm bất động thập vĩ trong một thời gian. Nó làm giảm sự kháng cự của mục tiêu, vì khá linh hoạt nên cũng thường được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Như vậy là Nhị đã liệt kê được hết tất cả các thông tin về mộc độ và 6 chiêu thức mạnh nhất. Anh em thấy hay thì nhớ ấn like, subscribe và comment xôm xả nhé, vì nó rất tốt cho thuật toán của YouTube để phát triển kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye!